Ok, chào mừng anh em mình lại quay trở lại với kênh của Đoàn Gỗ Gia Lai. Ngày hôm nay thì tiếp tục chuỗi video về cái cây gỗ Ecop này. Em sẽ quay cho anh em mình một tấm chiếu khá là dài. Tấm này thì hiện tại bây giờ nó đang là mặt dưới. Bên em sẽ chốt tấm này về là 1m80, dày là 20 và chiều dài của nó là 6m47. Và hình ảnh anh em mình đang xem chính là mặt dưới của tấm chiếu này. Tấm chiếu này thì cũng đang là một tấm bắc bìa, chính vì vậy nên là rất là xịn, rất là đẹp. Kể cả mặt dưới lẫn mặt trên của nó gần như có thể nói là không có tì rồi. Mời anh em mình cùng theo dõi hết video để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của tấm chiếu anh em ạ. Tại phần mặt dưới này thì bên em làm cũng khá là đơn giản, chủ yếu là quét lót làm sao cho nó lấp hết các tôm gỗ, và có những cái điểm gọi như là răn hoặc là những cái lỗ sâu nhẹ nhẹ thì bên em sẽ sử dụng keo để chám chít lại, sau đó sẽ phút qua một lớp lót nữa. Như thế là đã hoàn thiện mặt dưới rồi anh em ạ. Sau khi mà mặt dưới đã hoàn thiện thì sẽ lật tấm ván lên để thực hiện hoàn thiện nốt phần mặt tiền và những phần cạnh. Tấm này thì bên em sẽ chốt vuông về là 1m8, chính vì vậy nên là sẽ phải ke vuông và rọc hết hai bìa giác đi. Phần mặt tiền này thì quá trình gia công nó rất là kỹ, phải thực hiện bào trà và xả nhám rất là nhiều lần, sơn lót rất là nhiều lần thì mới có thể hoàn thiện tấm sập được. Video này em quay khá là chi tiết, hy vọng là anh em sẽ thích và để lại cho em xin những đăng ký kênh, chia sẻ. Và sau đây xin mời anh em mình cùng theo dõi hết video ạ. Oh,
nhiều mắt, nhiều xoáy lắm à.
rồi, dày 20, rộng 1m80. Đấy, dài là 6m43 anh nhỏ. 1m8 đấy em, nó dài nhỏ. Kinh khủng quá anh em ơi. Vẫn đầu bên này nữa này. Đầu bên này cũng xỉn lắm anh em nhỉ. Em quay theo cái hướng này để nhìn cho nó rõ chứ xoay ra nó chói quá. Đây rồi, nó kia ra nó chói quá anh em. Xe đó. Trời ơi, dày 20, rộng 1m80. Đấy, dài là 6m43. Cấp này 1m8 rồi. Trời ơi, 1m8 đây em, nó dài nhìn nó nhỏ. Kinh khủng quá anh em ơi. Vẫn đầu bên này nữa này. Đầu bên này cũng xỉ lắm anh em nhé. Em quay theo cái hướng này để nhìn cho nó rõ chứ xoay ra nó chói quá. Đây đầu kia ra nó chói quá anh em. Đây đầu kiểu nhìn kìa. Mày em có ta số đâu, tao biết số mày em cố để